Với F9 thì nên độ gì? Giới thiệu anh em đây là trùm cuối của các trùm cuối luôn. Chiếc xe gọi là khủng bố, to nhất trong các loại xe. Với F9 được trang bị gần như là các công nghệ tối tân nhất, tự động lái, tự động ra vào chuồng, hay là gần như là không phải kiểm soát như với F8 nữa. Tuy nhiên tính năng này chưa được. Lốp siêu to. Đây, hộc này. Hộc hút gió này. Rồi, em quay vào đây. Ui, to vãi luôn. Cửa hít này cũng đã có. Đấy. Nội thất rất đẹp. Và đây là những cái món mà anh em thể nên trang bị nha. Ở đây mình có hai chiếc xe luôn. Đây, đây một chiếc nữa này. Màu xanh. Cứng kinh khủng. Nhưng mà nhiều anh em vẫn kêu là ổn. Đây. Mở cửa này, bạn nhìn này. Ui giời, hít này, thấy không? Và chiếc xe này thì mình đang dán PVF ở những cái điểm này. Dán PVF là hết toàn bộ này. Đấy, toàn bộ những cái điểm này. Màn hình. Đó. Rồi, tiếp tục này. Mình lắp thêm một cái camera hành trình M1 có cảnh báo tốc độ. Đó. Còn ở đây thì mình dán toàn bộ phim cách nhiệt. Đây nha. Quay cái cửa sổ trời nhá. Siêu to luôn. Đấy. Dán phim cách nhiệt toàn bộ. Gói gần 20 củ. Và đây, cái bộ này này, cái bộ này là bộ đáng quay cho anh em này. Đấy, bộ thảm chân. Đây. Cái bộ này mình khẳng định với anh em là đẹp nhất trong các loại. Đáng lắp nhất trong các loại. Đây. Nó gồm rất nhiều chi tiết luôn. Đây. Thảm chân này. Đây, mình sẽ bóc ra cho anh em xem nhá. Đây. VinFast VF9 7 chỗ. Màu kem đậm. Với cái bản này thì anh Giai lấy màu kem, còn chiếc xe trên kia thì anh lại lấy màu đen. Đây, quay đến cho anh em xem này. Chất lượng tuyệt đối luôn. Tất cả là dập và may gần như anh em không thấy một cái chỉ thừa nào luôn. Và cái lớp rối này để giúp làm gì? Dễ lau, dễ xả, gọi là xả sạch. Và ở đây thì nó có rất là nhiều tấm này. Tấm này là tấm lót lưng phía đằng sau này. À đây. Cái tấm này là của xe trên kia. Quay đến cho anh em. Cái thương hiệu này là mình chọn thương hiệu Lavo anh em. Mình làm rất là nhiều rồi. Đấy. Lót toàn bộ bên dưới xe. Siêu đẹp luôn. Đấy, hai chiếc xe này thì mình làm cái combo gần như là giống nhau. Đấy. Chiếc xe này thì cũng không có quá nhiều thứ để làm nữa. Nó chỉ có dán phim này, dán BVF này, lắp cam hành trình và làm toàn bộ thảm sàn. Còn đối với những anh em ăn chơi ấy, thì độ gói độ loa thà thay khoảng 13 quả loa vào chắc chắn sẽ ngon hơn. Anh em có nhu cầu liên hệ cho Trung Auto nha.